Thực hiện thông báo số 16 ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hậu Giang về việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia, Trung tâm ban hành quy trình hướng dẫn tạo tài khoản và nộp hồ sơ về bảo hiểm thất nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia như sau. Để nộp hồ sơ, người lao động cần phải có sử dụng máy vi tính, điện thoại thông minh hay máy tính bảng có kết nối mạng Internet. Người lao động đăng nhập vào địa chỉ dịchvucong.gov.vn, chọn mục đăng ký. Ở cửa sổ đăng ký, chọn mục công dân và chọn thuê bao di động. Tiếp theo, nhập thông tin cá nhân gồm số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, họ tên, ngày sinh, số điện thoại, email, mã xác nhận và chọn nút đăng ký. Tiếp theo, nhập mã OTP đã được gửi đến số điện thoại đăng ký, chọn mục đăng ký để tiếp tục. Cửa sổ tạo mật khẩu hiện lên, chúng ta đặt đúng vào các ký tự theo hướng dẫn, gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Chọn nút đăng ký để kết thúc. Sau khi đã tạo tài khoản thành công, người lao động tiến hành vào địa chỉ dịchvucong.gov.vn, chọn mục đăng nhập để tiến hành nộp hồ sơ. Chọn một tài khoản được cấp bởi cổng dịch vụ công quốc gia. Nhập đầy đủ thông tin và chọn đăng nhập để vào tài khoản. Ở cửa sổ trang chọn, vào menu trang chủ, nhập vào mục tìm kiếm nội dung, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, chọn tìm kiếm. Ở cửa sổ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện lên, chọn vào mục danh sách dịch vụ công. Ở mục danh sách dịch vụ công, chúng ta tìm cơ quan Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, sau đó chọn mục nộp trực tuyến. Khi vào cửa sổ đơn đề nghị, chúng ta nhập đầy đủ các thông tin có dấu sao đến mục sổ bảo hiểm xã hội. Khi nhập xong, chọn kiểm tra thông tin chốt sổ. Nếu báo chốt sổ thành công thì nhập tiếp tục. Trường hợp ngược lại thì liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội. Tiếp tục nhập các thông tin đầy đủ theo hướng dẫn. Ở mục nhận tiền, nếu nhận qua tài khoản thì nhập đầy đủ số tài khoản và tên ngân hàng của người làm hồ sơ. Nếu không có tài khoản thì chọn nhập địa chỉ bưu điện nơi sinh sống. Tiếp theo, chúng ta đọc các hướng dẫn, các file hồ sơ theo yêu cầu và đính kèm vào để nộp hồ sơ. Ở phần cơ quan tiếp nhận, chọn vào Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, chọn Trung tâm Dịch vụ Việc làm và chọn nộp hồ sơ. Lưu ý khi chúng ta lựa chọn cơ quan tiếp nhận là các trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh, thành phố thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội để nộp hồ sơ. Hồ sơ sẽ được chuyển tới cán bộ tiếp nhận của Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã chọn. Anh chị sẽ nhận được tin nhắn thông báo về kết quả xử lý hồ sơ và tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ
quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc văn bản trả lời trong trường hợp hồ sơ bị từ chối tại địa chỉ ncovi.dịchvucong.gov.vn. Khi hệ thống thông báo bạn đã nộp hồ sơ thành công là bạn đã nộp hồ sơ và chờ các cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục tiếp nhận. Lưu ý, người lao động cần tìm hiểu kỹ các văn bản pháp luật để trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được đúng theo quy định. Văn bản quy định thực hiện chính sách như sau: Luật Việc làm số 38 ngày 16 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 28 ngày 12 tháng 3 năm 2015, Nghị định số 61 ngày 29 tháng 5 năm 2020, Thông tư số 28 ngày 31 tháng 7 năm 2015. Trong quá trình nộp hồ sơ khi gặp khó khăn, mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hậu Giang, địa chỉ số 9 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, số điện thoại 02933870116, Văn phòng Bảo hiểm Thất nghiệp Dịch vụ Việc làm Cái Tắc, số 435 ấp Tân An, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, số điện thoại 02936261222, Văn phòng Bảo hiểm Thất nghiệp Dịch vụ Việc làm huyện Phụng Hiệp, địa chỉ ấp Mỹ Hòa, thị trấn Tây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, số điện thoại 02933963193.